Thưa quý vị, mấy ngày vừa rồi, trên khắp các nền tảng mạng xã hội tiếng Trung lan truyền tin đồn về việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang gặp vấn đề và trong nội bộ dường như đang có một cuộc đảo chính quyền lực của ông. Trước hết phải khẳng định rằng đây vẫn chỉ là những tin đồn chưa có nhiều căn cứ thuyết phục. Chúng ta đều biết lúc này các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang có một kỳ nghỉ mát ở Bắc Đại Hà. Nói là nghỉ mát, song đó là kỳ họp thậm chí là quan trọng nhất năm của họ, nơi các quyết sách lớn được thông qua, cũng là nơi những mâu thuẫn thể hiện gay gắt. Quyền lực của nhà lãnh đạo Trung Quốc liệu có bị suy giảm sau hội nghị này hay không? Hôm nay chúng ta hãy thử phỏng đoán một chút về câu chuyện này. Những tín hiệu bất thường. Gần đây, cơ quan ngôn luận của Trung Quốc hiếm khi đề cập đến ông Tập Cận Bình. Ngay cả Nhật báo Nhân dân và Nhật báo Quân đội Giải phóng Nhân dân cũng đều không đưa tin liên quan tới ông Tập Cận Bình trong 2 tuần qua. Vào ngày 12 tháng 8, tạp chí Cầu Thị của Trung Quốc đã đăng một bài báo có tựa đề Đóng góp lịch sử của tư tưởng khoa học và công nghệ của Đặng Tiểu Bình. Tên ông Tập Cận Bình chỉ được nhắc đến một lần trong toàn bộ bài viết. Dấu hiệu mới nhất là thông tin được tiết lộ trong bài viết tuân thủ việc ra quyết định khoa học, ra quyết định dân chủ và ra quyết định theo pháp luật đăng trên chuyên mục tin tức quan trọng của Nhật báo Quân đội và trang web Quân đội Trung Quốc China Military Online ngày 10 tháng 8. Bài báo nêu, mới đây, sách đọc về chủ nghĩa tập trung dân chủ do Ban Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức và biên soạn đã được xuất bản và phát hành cho toàn quân. Theo đó, tuân thủ việc ra quyết định khoa học, quyết định dân chủ, quyết định đúng pháp luật và không ngừng nâng cao chất lượng ra quyết định là vấn đề thực tiễn lớn mà các tổ chức đảng các cấp phải giải quyết để thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và học hỏi. Đây là một vấn đề lớn bởi trong mấy năm qua, mặc dù Trung Quốc thỉnh thoảng nhắc đến chủ nghĩa tập trung dân chủ, nhưng dường như đây chỉ là lời nói trên lý thuyết. Thực tế là các nhà lãnh đạo vẫn cố gắng hết sức tập trung mọi quyền lực vào một người, tức là kiểu lãnh đạo hạt nhân. Người này có toàn quyền chỉ đạo các lĩnh vực, vấn đề khác nhau. Về cơ bản là một tiếng nói, các thành viên khác trong ban thường vụ đều phải tuân phục. Đồng thời, nền kinh tế Trung Quốc đang trên đà suy thoái, sinh kế của người dân khó khăn, nền tài chính quốc gia cũng đang bên bờ vực phá sản. Sự bất mãn trong công chúng cũng đang ngày một lớn hơn. Trong bối cảnh như vậy, nếu toàn quân đột nhiên muốn học tập chủ nghĩa tập trung dân chủ, tức là phản đối việc lãnh đạo hạt nhân một mình ra quyết định, thì động thái này có ý nghĩa gì? Và vấn đề quan trọng hơn là ai đã đưa ra chỉ lệnh đó? Bài báo trên có viết, hiện nay, khi đầu tư xây dựng quốc phòng quân sự ngày càng lớn, sự phân công lao động ngày càng chi tiết, phạm vi ra quyết định của cấp ủy đảng ngày càng rộng hơn, khó khăn hơn và các tiêu chuẩn ngày càng trở nên phức tạp hơn. Những điều này đặt ra những yêu cầu mới, ngày càng cao hơn về chất lượng ra quyết định. Đó là tuân thủ việc ra quyết định dân chủ, quyết định đúng pháp luật, nhất là trong lĩnh vực quân sự. Nói một cách đơn giản, bài báo đã đưa ra lập luận chống lại việc một người có quyền lực tuyệt đối trong việc ra quyết định cuối cùng. Làm thế nào để tuân thủ việc ra quyết định khoa học? Bài báo tuyên bố rằng, chúng tôi sẽ kiên quyết không tham gia vào việc ra quyết định dựa trên kinh nghiệm, hoặc ra quyết định theo kiểu một kích cỡ phù hợp cho tất cả. Có thể thấy những cách diễn đạt bất thường ở đây. Ai là người đưa ra quyết định dựa trên kinh nghiệm? Ai là người đưa ra quyết định theo ý mình và một kích thước phù hợp cho tất cả? Rõ ràng, toàn bộ bài báo đang nói về thực tế là quân đội không còn dựa vào việc ra quyết định một cách độc đoán theo kiểu vỗ đầu và một kích cỡ cho tất cả. Trong tương lai, quân đội phải tuân thủ việc ra quyết định khoa học, dân chủ và kiên quyết ra quyết định theo quy định của pháp luật. Người ta thấy rằng tất cả những lời hoa mỹ này hoàn toàn đi ngược với những hành động trước đây của lãnh đạo Bắc Kinh. Phải chăng điều này có nghĩa là tin đồn về những sự kiện lớn đang diễn ra trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của Bắc Kinh là có căn cứ của nó? Còn một tình tiết nữa, cũng khá bất thường, đó là những tuyên bố của giới chức ngoại giao Trung Quốc ở nước ngoài. Ví dụ như là ông Tạ Phong, đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, đã nhận lời phỏng vấn độc quyền với Tom O'Connell, phóng viên chính sách đối ngoại cấp cao của Newsweek vào ngày 2 tháng 8. Ông Tạ Phong cho biết trong cuộc phỏng vấn rằng chủ đề của phiên họp toàn thể là cải cách sâu sắc hơn một cách toàn diện và thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Đáng chú ý là ông Tập Cận Bình không được nhắc đến ở bất cứ đâu trong toàn bộ cuộc phỏng vấn. Vào ngày 8 tháng 8, Trang Hòa, đại sứ Trung Quốc tại Ả Rập Saudi đã đăng một bài báo có chữ ký trên trang web của Al Arabiya TV, một cơ quan truyền thông chính thống ở Trung Đông. Bài báo đề cập đến việc thực hiện các sáng kiến phát triển toàn cầu do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất, nhưng chỉ nhắc đến đúng một lần. Cũng trong ngày này, Thái Cách,
đại sứ tại Slovakia đã đăng một bài báo có chữ ký trên tờ tin tức tài chính Slovakia. Bài báo nêu rằng, phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tuân thủ tính liêm chính và đổi mới, đồng thời gửi tín hiệu mạnh mẽ nhất về sự cải cách và kiên trì và mở cửa. Bài báo không nhắc đến tên ông Tập Cận Bình. Một số đại sứ ở nước ngoài, ngay cả khi mà nhắc đến tên ông Tập, thì cũng chỉ nhắc đến một cách ngắn gọn ở giữa hoặc cuối bài viết của mình, như thể nhằm hạ thấp quyền lực của ông. Giới quan sát cho rằng, có gì đó bất thường đang diễn ra, có vẻ như ai đó đang cố tình hạ thấp uy tín của ông Tập, thậm chí còn ngầm phản đối hoặc ra tín hiệu chống lại ngày càng rõ ràng hơn. Tệ hơn nữa, có những tin đồn rằng dường như có một cuộc đảo chính ngầm đang diễn ra trong nội bộ Bắc Kinh. Đáng lưu ý, Đỗ Văn, cựu giám đốc điều hành văn phòng cố vấn pháp lý của chính quyền khu tự trị Nội Mông Trung Quốc, đã phân tích trong video trên YouTube của mình về những tin đồn trực tuyến gần đây rằng Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành một tài liệu tuyệt mật yêu cầu giữ bí mật tin tức về sức khỏe của Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo tìm hiểu của ông Đỗ Văn, Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc thường công bố văn bản cho các đơn vị cấp tỉnh và cấp quân đội, nhưng không phải tất cả tài liệu đều là tuyệt mật. Các tài liệu tuyệt mật thường liên quan đến an ninh quốc gia, các quyết định chính trị quan trọng hoặc việc triển khai quân sự nhạy cảm. Nội dung của chúng cực kỳ bí mật và việc dò rỉ chúng có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho an ninh quốc gia. Những tài liệu này thường được gửi qua điện tín được mã hóa hoặc các kênh liên lạc bí mật, phạm vi phân phối được kiểm soát chặt chẽ và những người không liên quan thì không được phép truy cập. Cho nên việc dò rỉ chúng là rất hiếm, trừ phi có ai đó cố tình làm lộ ra. Truyền thông đã đưa tin về việc 3 quan chức cấp cao Việt Nam, trong đó có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam, ông Tô Lâm, sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 18 tháng 8 và đặc biệt đề cập rằng ông sẽ gặp ông Tập Cận Bình. Nếu ông Tập Cận Bình tiếp đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, mọi tin đồn về sức khỏe của ông sẽ bị gạt sang một bên. Nghi lễ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam thường rất long trọng. Nếu như nguyên thủ có bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe, thì chắc chắn đôi bên sẽ không thiết lập hội nghị thượng đỉnh. Vậy nên như chúng tôi đã phân tích, việc mạng xã hội lan truyền tin đồn về sức khỏe của Chủ tịch Tập Cận Bình là một việc chưa kiểm chứng và không đáng tin. Thú thực, tin đồn về sức khỏe của nhà lãnh đạo Trung Quốc hay tin đồn về các hành động đảo chính trong cung đình Trung Nam Hải thường là đề tài ăn khách trên các mạng xã hội và như chúng ta đã chứng kiến, rất nhiều trong số đó là tin đồn không có thật. Nhưng nói gì thì nói, sở dĩ có tin đồn cũng là xuất phát từ sự thiếu minh bạch và kiểm soát chặt chẽ thông tin trong hệ thống chính trị Trung Quốc. Khi có sự vắng mặt bất thường hoặc những tin tức mập mờ liên quan đến các lãnh đạo cấp cao, nó dễ dàng trở thành chủ đề bàn tán làm xôn xao dư luận. Song đôi khi các tin đồn cũng cung cấp cho chúng ta một số manh mối nhất định. Chúng ta có thể phân tích các khía cạnh một cách khách quan để có thể nhận định chuẩn xác hơn về bàn cờ địa chính trị. Bởi vì ai cũng biết, vai trò của Trung Quốc ngày nay đối với thế giới là vô cùng to lớn. Một biến động dù là nhỏ ở nước này cũng ảnh hưởng lớn tới khu vực và toàn cầu. Liệu có sự đảo chiều trong tương lai của Trung Quốc không? Trên thực tế, tin đồn về sức khỏe và việc mất quyền lực của Chủ tịch Tập Cận Bình bắt đầu lan truyền trong phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mặc dù vậy, vào cuối tháng 7, ông Tập đã xuất hiện nhiều lần để bác bỏ tin đồn. Trong đó có cuộc gặp với Tổng thống Đông Timor Joe Ramos Horta và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni vào ngày 29 tháng 7, cũng như là khai mạc cuộc họp thường kỳ của Bộ Chính trị vào ngày 30 tháng 7. Nhưng tin đồn không những không lắng xuống mà còn có nhiều chi tiết phong phú hơn. Chẳng hạn như việc ông Đinh Tiết Tường sẽ lên làm Tổng Bí thư và ông Trương Hữu Hiệp sẽ lên làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Để gạt bỏ tin đồn, ông Trương Hữu Hiệp đã đăng một bài báo có chữ ký của mình. Có nhan đề tiếp tục đi sâu cải cách quốc phòng và quân sự trên Nhật báo Quân Giải phóng Nhân dân vào ngày 9 tháng 8. Nhiều lần nhắc đến Chủ tịch Tập Cận Bình và bày tỏ lòng trung thành tuyệt đối với ông Tập Cận Bình. Có thể nói, vài lần xuất hiện của ông Tập Cận Bình để đáp trả tin đồn liên quan tới mình trước ngày 30 tháng 7 là không đủ để ngăn chặn sự lan truyền của tin đồn. Vì những gương mặt như là ông Vương Hỗ Ninh hay ông Đinh Tiết Tường và những người khác cũng đột ngột biến mất cùng nhau sau ngày 1 tháng 8. Người cuối cùng biến mất là ông Lý Cường, Thủ tướng Trung Quốc. Bởi vì vào ngày 1 tháng 8, ông đi thị sát các khu vực bị lũ lụt ở Hồ Nam. Nếu Bắc Đơi Hà là một kỳ nghỉ mát bình thường, thì các thành viên khác trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc có thể đã rời Bắc Đơi Hà giữa chừng để đi công tác. Điều này thường xảy ra trong quá khứ. Các nhà lãnh đạo cao nhất cùng nhau biến mất trong 2 tuần. Điều này cho thấy ở Bắc Đơi Hà sẽ có cuộc họp quan trọng. Khi có cuộc họp thì sẽ có chuyện xảy ra. Khi có chuyện thì sẽ có tin đồn, rất tuần tự như vậy. Đó cũng là điều dễ hiểu thôi. Câu hỏi mà nhiều người băn khoăn là
một cuộc đảo chính thay đổi quyền lực xảy ra ở Trung Quốc sẽ có nhiều tác động lớn đến quốc tế như thế nào? Có thể nhìn nhận ở mấy phương diện như sau. Một là kinh tế toàn cầu. Thị trường tài chính toàn cầu có thể biến động mạnh, đặc biệt là trong các ngành phụ thuộc vào Trung Quốc như là sản xuất và công nghệ. Thứ hai là địa chính trị. Các quốc gia sẽ phải điều chỉnh chiến lược đối ngoại của họ và có thể sẽ xuất hiện các liên minh mới. Ba là an ninh khu vực. Đông Á có thể đối mặt với sự bất ổn, ảnh hưởng đến các tranh chấp lãnh thổ và an ninh hàng hải. 4. Là chuyển dịch quyền lực, có thể dẫn đến sự thay đổi quyền lực trong khu vực và toàn cầu, ảnh hưởng đến sự cân bằng quyền lực hiện tại. Bây giờ, đối với Chủ tịch Tập Cận Bình mà nói, làm thế nào để dập tắt tin đồn lại là một vấn đề không nhỏ. Nếu tin đồn lan truyền, chúng sẽ ngày càng trở nên phổ biến, buộc lãnh đạo Trung Quốc phải ra mặt bác bỏ tin đồn hết lần này đến lần khác. Làm thế nào ông có thể chứng minh rằng mình vẫn nắm quyền kiểm soát và không thể bị tấn công? Làm thế nào để những tin đồn biến mất? Ông Tập Cận Bình buộc phải thể hiện sức mạnh của mình trong nội bộ để khẳng định quyền lực vẫn trong tay mình. Một cách khác để thể hiện sức mạnh là ở bên ngoài, tất nhiên là nhắm vào Đài Loan hoặc Biển Đông. Vệ tinh thương mại mới đây đã chụp ảnh được căn cứ đóng tàu đảo Trường Hưng gần Thượng Hải. Thân tàu tấn công đổ bộ lớn nhất thế giới xuất hiện tại ù tàu ở đây. Đây hẳn là tàu đầu tiên của tàu tấn công đổ bộ Type 076 huyền thoại. Xét theo tiến độ hoàn thiện phần thân tàu tấn công Vân Nam thì việc xây dựng đang được đẩy nhanh. Điều này chứng tỏ Trung Quốc đang chuẩn bị mọi tình huống cho chiến tranh để thể hiện sự mạnh mẽ ngày càng gia tăng của quốc gia. Đây là bằng chứng mới nhất. Tàu tấn công đổ bộ được phát triển từ tàu sân bay trực thăng. Chúng có thân tàu lớn hơn và nhiều chức năng hơn. Tàu Vân Nam đang được đóng, không chỉ có thể chở trực thăng mà còn có thể chở tàu đổ bộ đệm khí và máy bay không người lái. Lượng giãn nước của nó gần 50.000 tấn, gần bằng lượng giãn nước của một tàu sân bay cỡ trung. Khi hoàn thành, nó sẽ là một nền tảng tác chiến ngoài khơi mạnh mẽ. Type 075, một mẫu tàu tấn công đổ bộ hơi kém hơn một chút, được cho là đã được đưa vào sử dụng trong năm qua và có 4 chiếc nữa đang được chế tạo. Tàu Vân Nam dự kiến sẽ được hạ thủy vào năm 2025. Cùng với thời gian thử nghiệm và huấn luyện trên biển, việc có năng lực chiến đấu thực tế trước năm 2027 là hoàn toàn khả thi. Ngày 14 tháng 8, Naval News đưa tin Trung Quốc hạ thủy khinh hạm Type 054AG cải tiến. Theo đó, biến thể Type 054A có sàn bay và nhà chứa máy bay trực thăng Z-20 lớn hơn. Các tàu đang được đóng tại hai xưởng có thể tăng hạm đội Type 054A lên 50 đơn vị hoặc là hơn nữa. Như vậy có thể thấy, Trung Quốc đang nỗ lực thể hiện cơ bắp của mình trong bối cảnh môi trường địa chính trị, khu vực và thế giới có nhiều biến động. Sức mạnh của quân đội cũng chính là sức mạnh của nhà lãnh đạo. Khi thể hiện được sức mạnh áp chế các kẻ thù bên ngoài, thì quyền lực bên trong mới càng được xây chắc. Câu chuyện này trong quá khứ đã từng diễn ra nhiều lần. Thiết tưởng ta không cần phải bàn lại nữa. Tuy nhiên, ngay cả khi Trung Quốc cố gắng thể hiện sức mạnh thì họ cũng gặp phải những thách thức lớn trong khu vực. Chúng ta đang đề cập tới Nhật Bản. Nhật Bản vẫn là chướng ngại khó qua của Trung Quốc. Nhật Bản đang tăng cường hợp tác quốc phòng với các quốc gia Đông Nam Á, thách thức các yêu sách lãnh thổ rộng lớn của Trung Quốc tại Biển Đông. Động thái này phản ánh sự thay đổi chiến lược trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản, có khả năng tạo tiền đề cho những thay đổi địa chính trị sâu sắc hơn trong khu vực. Trong chuyến thăm gần đây tới Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara đã hoàn tất việc thỏa thuận chuyển giao 2 xe hỗ trợ hậu cần cho Hà Nội. Động thái này tượng trưng cho cam kết của Nhật Bản trong việc tăng cường quan hệ với các quốc gia phản đối yêu sách hàng hải của Trung Quốc. Cử chỉ này là một phần của sáng kiến rộng lớn hơn, bao gồm cuộc tập trận quân sự chung với Philippines, nhấn mạnh mục tiêu chung là duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Vài tuần trước, Philippines và Nhật Bản đã ký một thỏa thuận quan trọng về tiếp cận quân đội nhằm chống lại sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Thỏa thuận tiếp cận tương hỗ AAA này tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai quân đội giữa hai quốc gia, đánh dấu bước tiến đáng kể trong hợp tác quốc phòng của họ. Tuy nhiên, những hành động này là phản ứng rõ ràng trước lập trường quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi mà nước này tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ. Yêu sách của Bắc Kinh đã dẫn đến căng thẳng gia tăng, đặc biệt là với Philippines và Việt Nam. Cả hai nước đều đã trải qua các cuộc đối đầu trực tiếp với Trung Quốc. Bằng cách cung cấp hỗ trợ quân sự và tham gia các cuộc tập trận chung, Nhật Bản đang báo hiệu sự chuyển hướng sang tham gia an ninh tích cực hơn trong khu vực. Sự thay đổi này được nhấn mạnh khi Việt Nam nâng cấp quan hệ ngoại giao với Nhật Bản lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tức là mức cao nhất. Động thái này phản ánh mối quan tâm chung của họ trong việc chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Đáng lẽ Nhật Bản nên thực hiện các bước hợp tác kể trên từ lâu, nhưng tại sao bây giờ họ mới làm? Hoặc Nhật Bản thể hiện một bước đi thận trọng hướng tới sự thay đổi bối cảnh an ninh khu vực, hoặc phải tính toán kỹ lưỡng để cân bằng cạnh tranh chứ không phải là khiêu khích Trung Quốc, gây bất ổn khu vực, hay còn phải cân nhắc tới ngân sách quốc phòng và điều chỉnh nó. Dù sao thì việc cung cấp thiết bị quân sự phi sát thương là bước đầu tiên,
sau đó có khả năng sẽ là chuyển giao công nghệ tiên tiến hơn. Sự thay đổi này phản ánh chiến lược dài hạn nhằm hỗ trợ các quốc gia Đông Nam Á trong các tranh chấp với Trung Quốc. Ngoài ra, sự điều chỉnh chiến lược này một phần xuất phát từ nhận thức rằng sự thống trị của Trung Quốc trong khu vực không phải là không có thách thức. Nhìn một cách tổng thể, thì các nước Đông Nam Á ngày càng tìm cách cân bằng sức mạnh của Trung Quốc thông qua các liên minh bên ngoài, trong đó Nhật Bản nổi lên như là một đối tác quan trọng. Về bản chất, hành động của Nhật Bản không chỉ nhằm tăng cường quốc phòng, mà còn nhằm định hình sự cân bằng quyền lực trong khu vực, có thể duy trì sự ổn định và ngăn chặn sự thống trị đơn phương của bất kỳ quốc gia nào, đặc biệt là ở các vùng biển đang có tranh chấp. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Xin mời quý vị để lại bình luận và cảm xúc ở phần dưới. Xin chào và hẹn gặp lại!